Rồi sư Quân giới thiệu cho bà con mình biết cái tranh này là sao sư Quân? Cái này là cũng như giới thiệu cho tất cả cộng đồng, là tất cả anh huynh đệ trong và ngoài nước biết được rằng bộ này đã làm từ năm 2012, mà từ nay tới nay là năm 2022 thì bộ này là cũ cũ càn khôn, cũng sắp được hoàn thành thôi chứ chưa được hoàn thành đó, thì còn chỉnh sửa và làm. Bộ này là bộ quyền di đó, thì ai mà có quyền di thì nhìn vô đây á, có ứng chứng thì sẽ hiểu được vấn đề. Bộ này toàn bộ là tôi làm bằng tất cả là bằng súng bút, súng bằng cơ bút đó, được sự quyền di, được các vị ứng chứng đó, để làm để lại cho chúng sanh, để lại cho tất cả các mà chúng sanh nhận nhận được đó, bình an ở đây. Đây á, là có nghĩa là đại diện cho một bản đồ, thì tại là bản đồ này thì tôi chưa có tiết lộ đó, thì ở đây cũng giới thiệu cho tất cả các bậc di trên trong nước và ngoài nước, các chư vị nhìn vô đây, rồi ai có câu hỏi gì thì cứ đặt và tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi cũng xin nói trước, có những chuyện tiết lộ thì tôi sẽ tiết lộ, còn có những chuyện tôi không có nói được, thì cũng mong rằng là tất cả các anh em huynh đệ đó, tất cả các anh em huynh đệ rồi các đồng đạo cũng cũng bỏ qua giùm cho. Thì có nghĩa là tôi chỉ giới thiệu sơ lược về cái đây là bức họa đồ của quyền di. Bộ này được gọi là bộ cũ cũ càn khôn dĩ định đó, bộ này là bộ cổ của thời xưa, được sự chỉ định của quyền di nên tôi đã chính tay hạ bút. Thì sơ lược như vậy đi, rồi tới Sao được gọi là cũ cũ càng khôn mà sư huynh? cũ cũ càn khôn có nghĩa là gì? Cũ cũ càn khôn là hai chữ chữ cũ là ở dưới thế gian của mình là có gì, cũ là ở dưới thế gian mình là gồm có gì? Thiên hoàng là cũng có chữ cũ, địa hoàng cũng có chữ cũ, nhân hoàng cũng có chữ cũ, mới gọi là cũ cũ càn khôn. Càn khôn cũng gọi là cũ, chữ cũ thì cũ cũ ở dưới mà địa hoàng của mình là cũng là có vua, thì ở vị trí đất nào cũng có vua, ở vị trí nào cũng có nhân hoàng thì có vua của nhân hoàng, địa hoàng thì có vua của địa hoàng, và thiên hoàng cũng có vua của thiên hoàng, nên tổng hợp lại hết gọi là cũ cũ càn khôn, gọi là vũ trụ càn khôn vận chuyển. Thì vận chuyển là gồm có gì? Gồm có tất cả các tinh tú, các vì sao đó, và các dải ngân hà được vận chuyển trong cái vũ trụ càn khôn này. Thì tôi chỉ nói sơ lược về vấn đề này, còn ai muốn hỏi thêm và muốn tìm hiểu sâu hơn thì đặt vấn đề, đặt câu hỏi, thì tôi cũng xin nói trước là có những câu nói tôi sẽ hạn chế trả lời, và có những câu tôi sẽ trả lời cho biết tại vì tiết lộ chứ không phải là chỉ là tiết lộ thôi, quyền di thôi chứ không phải là mở mở rộng quyền di, thì đó là cũng có cái sự hạn chế của nó. Cũng mong rằng là tất cả các đồng đạo, các anh em huynh đệ cũng nhìn vô đây mà mình xem chiêm ngưỡng, còn những người nào mà nếu mà không biết á thì mình nhìn vô xem như một bức tranh đi, nó cũng tương đối là cũng được, theo tôi nghĩ thì cũng được đó. Còn còn quý vị như thế nào thì đó là cái chuyện của quý vị, tùy theo tâm linh mỗi người. Còn bộ này á là gọi là Tam Thanh Tiễn, Tâm thanh tiễn là sao chú? Tam Thanh Tiễn thì trong đây nó có ba mũi tên, ba mũi tên đây là được cái gì? Cá sấu quá long đang canh giữ, thì mũi tên trong đây có một mũi sát, mũi sinh và một mũi cân bằng. Một mũi sát sinh, một mũi sát là người hung sẽ bị diệt, còn một mũi sinh là người gì? Người tu sẽ được cứu. Còn một mũi cân bằng có nghĩa là anh làm việc, trong quá trình anh làm việc anh có sát sinh, anh có làm sai, nhưng mà công lao anh có, gọi là tính công công bằng, là một công tính một công, làm hai công tính hai công, mà anh làm tội một một tội tính một tội, chứ không có chính, không có lấy công chuộc tội đó. Đó chính là mũi số 3.
là mũi cân bằng. Dạ. Bởi vậy mới gọi là gì? Tam giáo. Chữ Tam tam là giáo. gì? Tại sao là sao có tam giáo? Tam giáo có rất nhiều nghĩa của từ tam giáo, chứ không phải là tam giáo cộng đồng nha. Dạ. Tam giáo cộng đồng thì gọi là nó có nghĩa của tam giáo cộng đồng. Còn tam thanh tiễn, tiễn là tên, à, nó cũng là đầu ngọn giáo luôn. Thì nên rằng là có rất nhiều, còn ai muốn thắc mắc gì hỏi tam giáo là gì, tùy theo cái tam giáo mà nói, chứ không phải tam giáo là một đâu. Không phải tam giáo là một một ý nghĩa. Sư huynh còn cái hình vậy là sao sư huynh? Cái Cái hình ý này nghĩa là á gì sư huynh? là hiện tại bây giờ á gọi là đại thạch đao đó, À cái đao nè. đao đó gọi là đại thạch đao đó. Hiện Dạ. tại giờ núi Ba Thê đang đang giữ đang núi Ba Thê đây. À cái núi Ba Thê là ở đâu sư huynh? Núi Ba Thê ở ở Tri Tôn An Giang đó. À. Núi Ba Thê hiện tại giờ có cái đại thạch đao đó đó, rồi là nền văn hóa ốc eo á, nó Dạ sát dạ. ngay cái nền văn hóa ốc eo, lịch sử ốc eo của người Việt mình nó có rất là lâu đời rồi đó. Ừ. Dạ. Còn nói lịch sử nữa thì tôi không có biết Yeah. lịch sử nhiều đâu, tại vì tôi biết Quỳ Di thôi, còn lịch sử nhiều tôi không biết. Còn bộ này á, gọi là bộ dây trói thần. Dây trói thần là sao chú Quân? Tại sao gọi là bộ dây trói thần? Thì tất nhiên á, có rất là nhiều vị quan xuống thế gian là làm việc, chẳng hạn như những vị á đại diện cho quyền gì, các vị thầy á của thế gian này nè, Yeah. rồi mấy anh xuống, mấy anh được của quyền chỉ định, được thiên chỉ định xuống là cứu độ chúng sanh. Nhưng trong quá trình anh làm việc là gì? Anh lạm dụng, mượn danh đạo tạo danh đời, thì anh sẽ bị cái bộ dây này, dây trói thần này. Đó, là bắt xử lý đó. thì, Dạ. thì tất nhiên là bây giờ ở đâu cũng vậy, làm sai là sẽ bị, Rồi còn làm cái sai sẽ là sẽ bị phạt thôi. còn bộ này là sao chú Bộ này đó thì tạm thời hiện tại tôi không có nói được, huynh? Bí mật à? bộ này không thể nào nói được. Chưa Nếu chưa tiết ai lộ nhìn, được. ai nhìn nhận được cái gì thì cứ nhìn nhận. Ở trong đây có gồm 7 ngọn, thì một ngọn núi thì có một vị canh giữ đại diện, và một dãy của nó cũng giống như một con rồng đang ôm viên ngọc vậy đó. À, còn ai nghĩ được vấn đề gì, ai hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu. Còn vấn đề này tôi không tiết lộ Rồi giống 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 rồng được. Nguyên một con rồng, có nghĩa là dãy núi này nguyên một con rồng ôm một viên ngọc, cái miệng đó là ôm à. nè, à, ngậm một viên ngọc. Tất cả những hình này là sư huynh vẽ bằng Bằng bút tích đó, bằng bằng tay cái bút đó. này. Dạ. Đó, toàn bộ bằng tay cả. Và được làm từ năm 2012, trước ngày 21 tháng 12 năm 2012. Lúc đó chỉ là một bức họa đồ nhỏ thôi. Thì Dạ. sau này đó, tôi mới mở ra là tôi làm cái bức này nó lớn. Thì tới ngày tới giờ tôi mới công bố. Và cái này huynh vẽ xong lâu chưa? Cái bộ này á tôi chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần rồi, À, tức không là bắt phải, đầu vẽ là năm 2012. nhưng mà nó sẽ hoàn thành trong nay, mai là sẽ hoàn thành bộ này. Dạ. Thì trong vòng này nó có 5 mộ, thì bộ này là bộ cũ cũ càn khôn gì đó. Mỗi một tấm như vậy sư huynh vẽ bao lâu mới xong sư huynh? Một bộ như vậy đó thì nó khoảng tầm 1 năm, Một năm. không phải là mình vẽ xuyên suốt một năm, À. nhưng mà mình xuống làm xong rồi bắt đầu là các vị ứng chứng ở trong đây xoay chuyển càn khôn tới đâu mới làm tới đó, chứ không phải là xuống là làm hết một lần, có nghĩa là tới À. ngày tới giờ mới được làm, Dạ dạ em hiểu rồi. chứ không phải là mình, không phải là xuống là tự ý là mình làm một lần một rồi cho xong, là không Dạ. đúng. Làm là có sự vận chuyển ở trong đây, vận chuyển tới đâu, cơ đi tới đâu thì làm tới đó. Dạ. Thì bây giờ cơ đã tới ngày hôm nay rồi, thì được cũng như tuyên bố công bố cho tất cả các anh em huynh đệ trên toàn quốc, rồi tất cả ngoài trong ngoài ngoài nước là chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng. Dạ. Rồi mình nhìn vô người thì thấy tâm linh mà, thì ai nghĩ được gì thì nghĩ. Nói chung đây cũng là tất cả tâm linh của quyền di của tất cả đều vì dạng vật chúng sanh cả, đều phổ độ cả, chứ không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ con người ta nghĩ vấn đề đó thôi, nó như thế nào thôi, chứ còn tôi làm là không có vấn đề, nó có đầy đủ ở trong đây. Thì ai là một bậc quyền di, ai là người có cái cảm nhận được cái quyền di là gì thì nhìn vô trong đây, thì tức thì là các vị họ sẽ hiểu. Các bậc đại thiện thiện căn, đại thiện căn luôn đó, thì các vị
nhìn vô các vị sẽ hiểu được vấn đề đó. Thì đó là tôi cũng giới thiệu sơ lược về bộ Của Cổ Càn Khôn đó, còn ai có vấn đề gì thì cứ đặt câu hỏi. Sư huynh có biết có học bên họa sĩ hay bên vẽ gì không sư huynh? Sư huynh hả? Sư huynh đó hả? Tôi là đặc biệt không có học cái gì của ai cả. Dạ. Tôi học, tôi thông báo là tôi học là 13 năm mà tới lớp 9 chưa lấy được cái bằng đó. Tôi là một người làm ăn kinh tế rõ ràng bên ngoài. Dạ dạ. Bên ngoài tôi, trước khi tôi vô tôi làm việc được lãnh chỉ quyền với tôi làm việc là tôi là một người làm ăn kinh tế. Đó. Làm ăn kinh tế mà khi tôi ra đi rồi là tất cả mọi thứ có vợ con đầy đủ. À, tôi cũng thông báo trước là vợ con tôi cũng có vợ con đàng hoàng. Nhưng khi mà lãnh chỉ lệnh quyền di làm việc rồi là mọi thứ chuyển vận chuyển hết. Nói chung trong quá trình đó là các vị vận chuyển hết. Chứ không phải mình bỏ nhà bỏ cửa, nhưng mà thôi vận chuyển đi hết. Yeah. Còn quá trình đó thì sau này tôi sẽ có một cái bài như thế nào đó. Thì sau này đi, chứ còn hiện tại bây giờ đó là tôi cũng sơ lược về bản thân tí xíu thôi. Tôi không học bất cứ cái gì à, của học họa sĩ của ai cả. Dạ. Nhưng mà... thì tôi đã làm từ cái xác trước, có nghĩa là gì, tôi có một cái xác, có nghĩa là không biết có ai hiểu hay không, tôi đã bỏ một cái xác rồi, tổng cộng tôi có 7 cái xác, nhưng mà 5 xác trước tôi giấu. Cái xác thứ hai đó là cái xác hiện hữu gần tôi đây nè, là bây giờ tôi là cái xác thứ ba, số 2, tôi là cái xác thứ hai. 5 cái xác trước tôi không nói rồi, nhưng mà xác số 6 đó với xác số 7 là tôi là xác số 7. Thì xuống dưới thế gian này là bây giờ là tổng hợp lại tất cả các, tổng hợp lại thì tất cả bộ thì gồm có 7 bộ chứ không phải là 5 bộ. Dạ dạ dạ. Thì nó còn một bộ trường thành và một bộ phân ngôi lập thứ nữa. Đó, nhưng mà bộ nó chưa làm. Chưa tới ngày giờ, chưa có làm. Đó, chính tôi sẽ là người làm. Bộ trường thành và bộ phân ngôi lập thứ nữa. Đó, thì đây là các bộ sơ lược. Còn tôi là không có học cái gì của nhìn, ai cả. Nhìn nhớ em, kỹ nha. Nhìn là em cứ nghĩ là họa sĩ, anh phải học họa sĩ không? Nhưng mà bây giờ á, để cứ xem đi, trên thế giới này, cả cái thế giới này tôi dám bảo đảm luôn, không có ai viết ra được những chữ này. Yeah. Và chưa có ai viết ra những chữ này và những hình vẽ này. Chưa có. Chưa. Chưa bao giờ có. Em chưa những thấy. Chữ này gọi là văn văn chương cổ tự. Yeah. Từ thời cổ, chứ không phải là thời này. À, thì thông báo cho đại biết. Chưa có ai viết được chữ này cả. Những cái chữ này là mình đọc được không sao Quỳnh? Chưa làm. Đọc được chứ. Viết ra được mà sao đọc không được. Nhưng mà mình đọc lên được không hay là... Đọc được. Bây giờ không có được tiết lộ vấn đề. Không có tiết lộ được. Không tiết lộ được. À. Đây là những cái hàng chữ. Đây là mật khẩu. Cơ mật không có đọc được. Dạ dạ. Tất cả những cái này là... Những cái này là chữ không hả sao Quỳnh? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Tất cả các hình vẽ này đều là chữ cả. Nhưng mà ráp chữ lại với nhau, viết chữ là một chuyện rất khó rồi, mà ráp chữ lại với nhau thành một nghĩa và ra hình nữa thì là một cái chuyện cực kỳ khó. Chính là hình thù đó. Yeah, cả yeah. Hình thù đó. Yeah. Đây là các chữ nè. Ví dụ đây là một nét, đây là một nét, đây là một nét. À, đó, tất cả là nét đúng không? Yeah. Mỗi nét này do nó khác biệt với nhau nè. Mỗi nét này thấy chưa? Đó. Thì ráp lại với nhau thành một cái một bộ chữ trời cực ơi. Kỳ là khó. Công phu. Ví dụ ở đây là chữ gì? Chữ nhân đi. Yeah. Thì ráp tất cả các chữ lại thành chữ nhân. Nhân mà nhân gì? Nhân nghĩa lễ chỉ tính. Hay là nhân là người? Hay là nhân đôi? Thì tổng hợp chữ nhân này phải gom lại hết thành một nghĩa. Tại vì một từ thì nó có 6 nghĩa. Thì mình phải gom làm sao cho nó đủ 6 nghĩa thành một từ. Cho nó có nghĩa chính xác nhất. Cực kỳ khó, không phải dễ. Viết đã khó rồi, một chữ đã khó rồi, nhưng ráp tất cả các bộ chữ để thành một chữ, ra hình thù để cho thành một bộ, gọi là một bộ chữ đó. Thực sự đây là một bộ chữ chứ không phải là một chữ. Một bộ chữ. Nhưng cực kỳ khó, không phải dễ. Thì nếu mà anh em huynh đệ nào mà nhìn thấy là thấy là hiện tại ở trong đây nếu mà nhìn kỹ thì nó đang vận chuyển đó. Đang vận chuyển luôn sư Quỳnh. Nó đang vận chuyển đó. Là càng khôn. Càng khôn, nó đang vận chuyển đó chứ không phải là nó đang dừng một chỗ đâu nha. À. Nó đang hiện hữu và đang vận chuyển đó. Đó là tâm linh, thì người nào có tâm linh thì họ sẽ cảm nhận được.
khi mà bỏ lên, khi mà đưa vô khung rồi nhìn vô một cái là thấy nó sẽ vận chuyển thấy rõ luôn, chứ không phải là đơn giản ở bên ngoài. Thì các bộ này chưa có xong, màu sắc chưa có đủ Dạ. nè, phần này đã đủ rồi nè, phần này phần chữ này vẫn còn chưa chưa xong. Thấy phần chữ này Rồi. khi đã làm rồi thì nó khắc chữ này Khi nào mà nó khi nào hoàn thành cái em rồi, lúc đó giới hoàn thiệu thành đến đi cho rồi 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 tôi sẽ bà con công mình bố cho nha. bà con biết. Dạ. À, thì cái này cũng như là nếu mà người không hiểu á, thì nhìn cũng như bức tranh đẹp chứ nó cũng không phải là cái gì kinh khủng khiếp đâu. Thì người có quyền duyên, người có hiểu được tâm linh thì người ta sẽ biết. Còn cái này mình không nói nhiều về vấn đề gì cả, nói nhiều thì nói chung anh em cộng đồng này kia cũng có người nói tiếng này người nói tiếng kia, nhưng mà tôi thì tôi cũng để cho tất cả mọi người đều đánh giá và góp ý. Rồi.